Các bạn, hôm nay công ty An3 sẽ xin giới thiệu với các bạn thiết bị làm rau giá sạch đá lăng phiên bản hoàn toàn mới, phiên bản hình tròn. Với thiết kế hình tròn đẹp mắt và các hình hoa văn trang trí rất là bắt mắt. Đây là toàn bộ sản phẩm linh kiện ở phía trong. Đây là hướng dẫn sử dụng. Trước khi làm giá thì chúng ta nên vệ sinh thiết bị, và cái đỗ trước khi để làm giá thì chúng ta ngâm ở bên ngoài khoảng 30 đến 60 phút. Sau đây là tôi xin lắp thiết bị. Chúng ta cầm một phên chính trước và đặt xuống phía dưới. Sau đó chúng ta đổ đỗ vào đây dàn đều ra. Rồi đậy phên chính thứ hai. Phên phụ, lưu ý khi ta đặt phên phụ vào thì khe hở song song để cùng với phên ở phía dưới. Thanh ngang, ống định hướng, lò xo, và chúng ta vặn nắp. Nắp như vậy thì giá sẽ có độ lén của lò xo, làm cho cây giá được trắng và mập. Nắp nút nắp đậy. Chúng ta sử dụng nút silicone này để hàng ngày để cho tưới nước cho giá, và khi tưới nước chúng ta sẽ bịt vào lỗ ở phía dưới đây. Sau đó chúng ta cho nước sinh hoạt của chúng ta vào đây ngập giá, ngâm khoảng 10 đến 15 phút. Rồi chúng ta tháo nước cho thoát ra. Hàng ngày chúng ta cho giá uống nước như vậy khoảng 3 lần một ngày. Và thu hoạch trong khoảng 3 ngày vào mùa hè, và mùa đông thì khoảng 4-5 ngày. Với mỗi thiết bị phiên bản tròn này có giá niêm yết chỉ 300 ngàn, rẻ hơn so với phiên bản trước. Và khi các bạn đặt mua hàng với một thiết bị này, chúng tôi sẽ tặng một bộ thìa khuấy gồm 6 mũi khuấy của nhà sản xuất, được làm từ nhựa PP an toàn cho sức khỏe. Ngoài sản phẩm khuyến mại 6 mũi khuấy này ra thì các bạn có thể được chọn một trong 3 phần quà, bao gồm một là một túi đỗ 200g, hoặc một gói hạt giống, hoặc một gói trà rau má. Hãy gọi vào số 043-623-1775 hoặc hotline 0967-150-656 để đặt hàng và được tư vấn. Nếu các cá nhân và tổ chức nào muốn làm đại lý cho công ty thì hãy liên hệ với chúng tôi để được giá tốt nhất. Xin chào các bạn.